Trương Quốc Vinh, cô độc từ bé và định mệnh bi đát của một bậc tài hoa. Trương Quốc Vinh sinh năm 1956, mất năm 2003, được biết đến như một biểu tượng được yêu thích và có tầm ảnh hưởng nhất châu Á. Năm 2005, anh đứng đầu danh sách bình chọn cho hạng mục diễn viên được yêu thích nhất trong 100 năm lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Anh còn là ngôi sao châu Á duy nhất lọt top 5 Global Music Icon của đài CNN năm 2010, với dự xếp ở vị trí thứ 3 sau Michael Jackson và The Beatles. Trương Quốc Vinh và thời kỳ đỉnh cao trong diễn xuất. Khoảng thời gian từ năm 1986 đến năm 1989, anh còn tham gia vào rất nhiều bộ phim điện ảnh và đạt được những thành công không nhỏ. Anh hùng bản sắc năm 1986, với sự tham gia của Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh, Địch Long đã trở thành bộ phim đi đầu cho thể loại tam kiệt của Hồng Kông thập niên 1980. Năm 1987, anh tham gia đóng anh hùng bản sắc 2 và Yên Chi Khâu cùng với Mai Diễm Phương, Thiền Nữ U Hồn cùng với Vương Tổ Hiền. Đây là các bộ phim đã đem về cho anh đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông và Liên hoan phim Kim Mã. Sau vai diễn trong Thiền Nữ U Hồn, biệt danh Kaka cũng đi theo Trương Quốc Vinh cho đến mãi sau này. Người hâm mộ vẫn yêu mến gọi anh bằng cái tên thân mật ấy. Thành công của anh hùng bản sắc và Yên Chi Khâu còn giúp anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả Nhật Bản và Hàn Quốc. Thậm chí số lượng người hâm mộ của anh ở Nhật Bản còn nhiều hơn so với Trung Quốc. Từ giữa thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990 được coi là thời kỳ vàng son của nền điện ảnh Hồng Kông, đồng thời cũng là giai đoạn mà diễn xuất của Trương Quốc Vinh đạt đến đỉnh cao. Anh được công nhận là một diễn viên tài năng xuất chúng, người có thể đảm nhận nhiều thể loại nhân vật khác nhau bằng lối diễn như không diễn, đặc biệt với những vai trong bộ phim nghệ thuật. Từ năm 1977 đến năm 2002, Trương Quốc Vinh góp mặt vào 56 bộ phim điện ảnh, phá kỷ lục phòng vé khi đó là 700 triệu đô la Hồng Kông, sản xuất 27 đĩa đơn với số lượng bán ra gần 10 triệu bản trên toàn cầu. Trương Quốc Vinh luôn là cái tên bạo chứng cho doanh thu phòng vé của các bộ phim có anh tham gia. Từ năm 1990 đến năm 1998, 13 trong số 39 bộ phim của anh đã lọt vào danh sách 10 phim có doanh thu phòng vé cao nhất. Dù đã giá từ sân khấu âm nhạc, giai đoạn năm 1989 đến năm 1995, Trương Quốc Vinh vẫn đều đặn sáng tác các ca khúc. Anh đã sáng tác hơn 10 bài hát trong thời gian này và giành được nhiều đề cử cũng như giải thưởng nhạc phim tại các liên hoan khác nhau. Sự nghiệp âm nhạc lẫn điện ảnh của Trương Quốc Vinh đều đã đạt tới đỉnh cao nhất, có hàng chục triệu người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Đời sống riêng tư đau khổ. Tuy có một sự nghiệp thành công rực rỡ, nhưng cuộc đời Trương Quốc Vinh lại nhuốm đầy nỗi buồn cô độc kể từ khi sinh ra cho tới lúc lìa trần. Áp lực bị báo chí và giới truyền thông săn đón, bủa vây cùng những nghi kỵ về mối tình đồng tính giữa anh và Đường Hạc Đức đã gây cho anh không ít muộn phiền. Anh từng có hai người bạn gái là Mao Thuấn Quân và Nghê Thi Bội, cũng từng có ý định kết hôn với Mao Thuấn Quân khi còn trẻ, tuy nhiên sau đó chuyện giữa hai người lại không thành. Ngoài ra, Trương Quốc Vinh không có thêm một người phụ nữ nào khác trong cuộc đời. Một thời gian sau, người ta trầm trồ thán phục mối tình đồng tính kéo dài 20 năm cùng tiên sinh Đường Hạc Đức của anh, người cùng ca ca chia ngọt sẻ bùi, luôn thầm lặng bên cạnh, thậm chí như cái bóng của anh. Vậy thì điều gì đã khiến ca ca vì bệnh trầm cảm nặng kéo dài mà vào lúc 18 giờ 41 phút ngày 1 tháng 4 năm 2003 phải giao mình từ tầng 24 khách sạn Mandarin Oriental Hồng Kông tự vẫn? Anh chỉ để lại vỏn vẹn 50 chữ trong một bức di thư: bệnh trầm cảm. Cảm ơn các bạn, cảm ơn giáo sư Felix Learmark. Một năm nay khó khăn quá, không thể chịu được nữa. Cảm ơn Đường Đường, cảm ơn những người thân, cảm ơn chị Phát. Cả đời tôi không làm chuyện gì xấu, sao lại thành thế này? Let's lie. Giáo sư Felix Learmark được nhắc tới chính là bác sĩ tâm lý đã gắn bó cùng Kaka trong suốt những năm tháng bệnh tật. Có lần, ông đã viết một bức thư dài 4 trang cho Trương Lục Bình, chị gái của Trương Quốc Vinh, để giải thích về chứng bệnh của anh. Ông viết có hai loại bệnh trầm cảm, một loại do người bệnh phải hứng chịu những chuyện không hay trong cuộc sống mà dẫn tới tinh thần tiêu cực, u uất. Nhưng còn một hình hài khác của bệnh trầm cảm, đơn thuần là do nguyên nhân sinh lý bình thường bởi các vật chất hóa học trong não không cân bằng. Não không bài tiết đủ chất ức chế trầm cảm, gây ra những rối loạn tâm lý không thể kiểm soát nổi và bệnh nhân buộc phải dùng đến thuốc để chữa trị. Tiếc thay, bệnh của Kaka là loại thứ hai này. Tệ hơn, anh không thể chỉ chịu đựng những tổn thương về tâm lý, mà còn cả những biến chứng khác của bệnh trầm cảm như đau nửa đầu, mất ngủ, toàn thân đau đớn, khổ sở vô cùng. Đó có lẽ là lý do mà Kaka đã nói với người quản lý của mình trong cuộc điện thoại cuối cùng trước khi tự vẫn rằng: hôm nay em có thể ngủ ngon được rồi. Trong suốt một năm liền, anh không thể ngủ được và còn liên tục nghe thấy tiếng hét bên tai, nhảy đi, nhảy đi. Trương Quốc Vinh bắt đầu phát bệnh vào tháng 3 năm 2002 và có ý định tự sát lần đầu vào tháng 11 năm 2003, nhưng được người yêu Đường Hạc Đức ngăn cản kịp thời. Tháng 4 năm 2002, trong một lần tới dự tiệc cưới người bạn thân, Kaka gặp lại Trương Mạn Ngọc đã lâu không gặp, người đóng vai người tình của anh trong các tác phẩm điện ảnh A Phi Chính Truyện, Đồng Tà Tây Độc. Sau này, Trương Mạn Ngọc kể lại rằng
họ đã cùng nhau hàn huyên tâm sự ở một quán bar, nhưng Leslie bất chợt nói với cô ấy một câu đầy ẩn ý, vốn khác xa với con người tự tin, vui vẻ, hoàn mỹ của mình. Anh rất mong được hợp tác với em lần nữa, nhưng có lẽ sẽ không còn đủ đẹp trai để diễn người yêu của em nữa rồi. Đó là lúc bệnh của Leslie bắt đầu rõ hơn. Từ giữa năm 2002, truyền thông đã có nhiều đồn đoán về bệnh tình của Leslie, dù cho anh chưa từng lên tiếng thừa nhận. Tệ hơn, họ liên tục tấn công đời sống riêng tư của anh, luôn trực chờ sẵn trước cửa, khiến cho việc ra ngoài để tới gặp bác sĩ của Leslie cũng gặp nhiều khó khăn. Thông thường, bệnh nhân trầm cảm trong thời gian điều trị phải nghỉ ngơi, dừng mọi hoạt động công việc, nhưng với bản tính cầu toàn như Leslie thì đó là điều không thể chịu đựng được. Bởi vậy, một mặt vẫn từng ngày chống chọi với bệnh tật, mặt khác thì vẫn bền bỉ làm việc. Anh dù đang bị cơn đau dạ dày hành hạ, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, tới hát chung với bạn tri kỷ Mai Diễm Phương trong live show Cực Mộng Huyễn của cô vào tháng 4 năm 2002. Kết thúc màn biểu diễn đó, anh đi nhanh vào cánh ga với một cơn đau dữ dội, không thể thở nổi, rồi nhanh chóng ra về, khiến Mai Diễm Phương một lời cảm ơn cũng chẳng có dịp để nói. Nữa là vài câu an ủi cho bệnh tinh thần của Kaka lúc đó. Nửa cuối năm 2002, Leslie còn làm việc cực lực hơn khi bắt tay vào làm đạo diễn một bộ phim. Đúng lúc bệnh tình nặng nhất, anh phải đôn đáo chạy đi chạy lại giữa Bắc Kinh và Hồng Kông để thực hiện bộ phim điện ảnh của riêng mình, Đánh Cắp Trái Tim, với nam chính do Trương Quốc Vinh đảm nhiệm, đóng cặp cùng Ninh Tịnh, Hồ Quân. Nhưng vì một lý do nào đó, cuối năm 2002, tác phẩm này đã không quay được và việc trì hoãn bộ phim bao năm ấp ủ có lẽ là một cú sốc, đòn đả kích rất lớn vào tâm lý của Leslie. Cả cuộc đời ca hát, điện ảnh của Kaka đều theo đuổi sự hoàn mỹ, sao có thể chịu đựng được việc thất bại, rồi cả việc ốm yếu, xấu đi, mệt mỏi do những biến chứng của thuốc trầm cảm gây ra. Anh đã chọn ngày nói dối để kết thúc chuỗi những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, đến việc ra đi cũng chỉ như một trò đùa ác ý của Thượng Đế. Cuộc đời Trương Quốc Vinh như một cõi mộng với sự nghiệp hoàn hảo lấy lưng, nhưng cũng thật bi thương với cái chết vì căn bệnh tâm lý quái ác. Thật ra, việc một người sâu sắc, nhạy cảm như anh gặp những biến chứng thần kinh không phải là điều quá bất ngờ. Trong cả cuộc đời mình, ngoài việc tìm kiếm niềm vui trong cống hiến nghệ thuật và bên người bạn đời Đường Hạc Đức, Leslie cũng nhiều lần trải qua những chuyện đáng buồn và nó được khởi nguồn từ tuổi thơ không yên ả của anh. Kaka sinh trong gia đình có tới 10 người con và anh là con út, ba anh là nhà may Âu Phục có tiếng, con mẹ kết hôn từ khi còn rất trẻ và có lì lúc cả đàn con. Họ quá bận nên hoàn toàn không có thời gian cho các con. Cả tuổi thơ của Kaka gắn với người vú nuôi tên Lục Tỷ, chứ chưa bao giờ được sống bình thường với cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Chuyện được ba trò chuyện, chơi cùng, đưa ra phố đi dạo, dường như ai cũng có được, nhưng Leslie hoàn toàn không có ký ức nào như vậy về ba. Không những thiếu thốn tình cảm, Kaka thậm chí còn phải trải qua những chuyện kinh khủng. Chính vì liên tục nhìn thấy sự trăng hoa của ba mình khi vào khách sạn chăn dắt những người đẹp, những gái làng chơi mà sau này anh hoàn toàn không tin vào hôn nhân. Ba của Leslie chơi bời tới độ còn công khai cưới một bà vợ lẽ và đem về sống chung cùng gia đình. Việc cả mẹ kế và mẹ đẻ sống chung với nhau tất nhiên tạo ra rất nhiều bi kịch cho con cái vì sự ghen tuông của những người đàn bà. Đỉnh điểm là một lần Trương Quốc Vinh còn bị mẹ kế dùng nước tiểu xối vào đầu. Cho nên đối với anh, thời thơ ấu là một thứ đáng quên, chẳng nhớ rõ và chẳng hề lưu luyến. Có một mối quan hệ yêu ghét lẫn lộn với mẹ mình, nhưng thực tình, Leslie luôn là người con hiếu thảo. Trong buổi hòa nhạc giao thừa năm 1997, gây vang dội Hồng Kông, khi đánh dấu sự trở lại con đường âm nhạc của mình, anh đã công khai trước toàn thể khán giả tình yêu dành cho mẹ bằng ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi với lời giới thiệu. Tôi đã có rất nhiều buổi biểu diễn trong cuộc đời mình và ở đâu cũng có mẹ đứng ở đây chia sẻ niềm vui cùng tôi. Có lẽ vì tuổi thơ thiếu thốn tình cảm nên Leslie cứ theo đuổi khát khao và có được tình mẫu tử sâu đậm của mẹ như nhân vật Húc Tử trong phim Cả Đời Đi Tìm Người Mẹ Ruồng Bỏ Mình. Có lẽ sự cô độc thuở bé đã ngấm sâu vào con người Trương Quốc Vinh, đi vào các ca khúc, tác phẩm điện ảnh của anh mới tạo nên những vai diễn bi kịch để đời. Người nghệ sĩ với nhân cách cao đẹp. Suốt những năm tháng sự nghiệp, Trương Quốc Vinh luôn sống rất bình dị, tác phong nghiêm túc với công việc và chưa từng đòi hỏi yêu sách gì. Anh đặc biệt rất đúng giờ, khi đến trường quay cũng chẳng cần bất cứ người trợ lý nào đi cùng. Có lần, anh được mời đóng phim và sẵn sàng nhận mức thù lao tự trưng $1 Hồng Kông khi biết ekip Lưu Tình Ngư gặp nhiều khó khăn. Dù nhận thù lao thấp, nhưng Trương Quốc Vinh vẫn đi quay rất miệt mài và còn theo cả đoàn phim khắp nơi để quảng bá. Thời điểm Trương Quốc Vinh qua đời, Hồng Kông đang oằn mình gánh chịu bệnh dịch SARS nhưng vẫn có hơn 50.000 người từ nhiều nơi trên thế giới, không quản ngại mối nguy đó để tới tận nơi đưa tiễn anh. Và cho đến giờ, sau hơn 16 năm, mỗi dịp ngày 1 tháng 4, biển hoa vẫn ngập tràn ở sảnh khách sạn Mandarin Oriental, đại lộ ngôi sao và còn từng dòng người xếp hàng từ sáng sớm để thăm viếng tận nơi tro cốt anh đang yên nghỉ. Sức ảnh hưởng lớn của Trương Quốc Vinh không chỉ dừng lại ở việc là nghệ sĩ châu Á duy nhất được CNN xếp loại top 5 những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại, mà còn là ở chính tình yêu thương, nhớ nhung của khán giả dành cho anh sau nhiều năm chỉ tăng thêm chứ không giảm đi.